Ai dạy cô vào nói chuyện làm quen đi ạ. Chào anh vận chuyển. Em chào ba người đang xem. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh buổi sáng tốt lành. Bùi Văn Cao. Chào em Phan Đình Hùng. Vâng, em chào anh. Chào anh Nam Nguyễn. Dạ vâng anh. Chào anh Nguyễn Vũ. Em chào 18 người anh xem. Chào anh cô đơn mình anh. Chào. Em chào anh Toàn. Vâng, chào anh cô đơn mình anh. Chào anh Độc Bước. Chào anh Nguyễn Hùng. Nhiều chuyện buồn anh ạ. Em chào 20 người đang xem. Buồn và đây là chuyện thôi anh Toàn ạ. Chào anh Nguyễn Xuân Lâm. Em chào anh Nhạt Nhòa. Em chào 29 người đang xem. Em chào anh Thảo Đức. Chào anh Nguyễn Chí Tâm. Chào anh Chiến Nguyễn Huy. Chào anh Hán Hải. Chào anh Vận Hà Văn Ngạn. Đọc bước em ở Hà Nội ạ. Anh vận chuyện yêu thương quá. Bình thường anh em yêu thương gì đâu. Anh Thảo Đức em năm nay 23 ạ. Mới có 23 tuổi suy nghĩ nhiều nhìn già quá. Anh Độc Bước em tên Hà. Anh Toàn Nguyễn em ở Phú Thọ anh ạ. Chào anh Cảnh Văn Hoàng. Em chào 18 người đang xem. Minh Trân, em ở Phú Thọ ạ. Đỗ Văn An, em ở dân tộc Cui gần dân tộc Kinh anh.
sao 19 người đang xem? Sao em Phúc Hoàng? Em không phải Thái đâu mà anh vận chuyển ạ. Dạ vâng, anh được bước ở trong miền Nam xa quá. Cạnh Văn Hoàng, sao anh lại hỏi vậy? Phúc Hoàng, dạ vâng anh. Em chào 17 người đang xem, 20 người đang xem. Nhiều chuyện buồn anh Thi Nguyễn. Bây giờ em đang ở Hà Nội anh ạ, Phúc Hoàng ạ. Cạnh Văn Hoàng, anh ở chỗ nào Phú Thọ? Tự Lang 2, em chào anh. Nguyễn Sơn, dạ em rảnh anh. Bảo Ngọc, em chào anh. Bây giờ em đang ở Hà Nội anh Phúc Hoàng ạ. Chào anh Phạm Thanh Hải. Em chào 13 người đang xem. Em ở huyện Cẩm Khê, anh Phúc à? Dạ vâng, anh tự là Thi Nguyễn, cuộc sống không như cuộc sống đôi khi nó không giống như cuộc đời mà anh Thi Nguyễn. Chào Phương Nguyễn. Em chào 13 người đang xem. Taxi, taxi. Này, em chào anh. Sao chưa gì đã hỏi về làm vợ anh nhé rồi? Bến xe Yên Lập cách tầm lộ hơn chục cây anh ạ. Chú gái quê, đúng gái quê rồi anh. Chào anh Trịnh Thọ. Anh đọc bước, dạ vợ em buồn nhiều chuyện lắm ạ. Buồn lắm cho anh. Chào anh Bắc Xuân. Gia Lai xa quá. Hữu Lo, em chào anh Trịnh Thọ. Em ở Phú Thọ, em Trịnh Thọ. Em chào 17 người đang xem. Chứ Ba Vì cũng hơi xa ấy.
Phúc Hoàng, tí nữa anh vào kết bạn với em. Anh đi tìm bạn đời nhưng mà ít sao cũng phải nói chuyện đã chưa thì anh đã hỏi về làm vợ anh rồi. Đâu, em quê Phú Thọ anh ạ, bây giờ em đang ở Hà Nội. Phú Ninh, em đang ở Hà Nội. Anh tuần nguyện em khóc nhiều lắm rồi anh ạ. Chào 14 người đang xem. Mọi người rảnh và nói chuyện làm quen ạ. An, em chào anh. Yến Lê xin chào, em chào. Em chào anh Tuyến Anh. Nhìn Hello, em chào anh. Chào anh Nguyễn Huy Hoàng. Em chưa biết đâu hôm nào em về ạ. Bạn sự từ duyên em ở Hà Nội ạ. Dạ vâng anh Hải An. Em nói nhỏ thế à, anh Tuyến Anh. Út út. Em chào ạ. Chào 19 người đang xem. Em ở huyện Cầm Khê ạ. Em chào 23 người đang xem. Chào 26 người. Em không anh ạ. Con heo đất xin chào, em chào anh. Con heo đất nick face giống face em thế. Sao lại chắc tôi chết? Tâm nông cách mấy chục cây anh ạ. Em chào anh Hà Việt. Em chào mọi người đang xem. Con heo đất em ở Phú Thọ. Sa Thanh, em người dân tộc Kinh ạ. Sao ai cũng hỏi em người dân tộc là sao? Dạ. Em hơi mệt thôi anh Thường Phạm.
Chào mọi người đang xem. Chào 17 người đang xem ạ. Về Hải Phòng ạ. Dạ vâng, nếu khi nào có dịp ạ. Về nhà làm gì ạ anh? Chào anh Hùng Lệ. Em ở Cẩm Khê, anh heo đất, đồ nhà quê, em chào anh. Thái Văn Sơn Hà, chú chào heo đất, thì chào chào chú. Em chào 13 người đang xem. Mọi người rảnh vào nói chuyện vui đi ạ. Về Hải Phòng chơi thôi, khi nào có dịp em về ạ. Tiến Xuân, em chào anh. Nói chuyện gì anh taxi? Nguyễn Phú, em chào anh. Đang Ngọc Tình, em chào. Phòng que may mắn, em chào anh. Em chào mọi người đang xem. Hiền, em năm nay 23 ạ. Em làm công việc linh tinh thôi mà anh tưởng vợ. Cường, alo. Mà em dưng bỏ mất đôi ta đã mơ xa em tao đi sự coi đất đã đi anh đâu có nhiều yêu trong lòng mọi người này rồi làm kẻ nhân con bên em có nhớ yêu thương một nhiều nhà khó em anh Hoàng Đức Cường ông ở đâu ấy? À. Em ở Phú Thọ ạ. Hiền Hòa. Sao anh? Trần Văn Hòa, em chào anh. Thảo Đức. Lâm Sơn, hello, em chào anh. Trần Văn Hòa, em ở Phú Thọ.
Tiền Hoàng, em đi bán hàng thôi ạ. Lâm Sơn. Sinh gì đâu anh, bình thường à? Em xấu mồ à? Nguyễn Thùy, xin chào. Em chào 16 người đang xem. Phan Cường, em có gia đình chưa? Em có rồi nhưng mà đổ vỡ rồi. Gần được ăn giỗ tổ Hùng Vương rồi hè. Dạ vâng anh Hòa, nhưng mà em không về được. Lâm Sơn, xinh xấu, xinh gì đâu anh, già rồi. Cho anh đi theo với. Hiền Hoàng, anh muốn đi đâu? Thái Gái, Phú Thọ. Lâm Sơn, em nói giọng vậy mà ngọt ngào á. Chào anh Hà Văn. Trần Văn Hòa. Em 95 ạ. Anh muốn đi cùng em đi đâu? Em xem 95, anh Lâm Sơn. Hùng Nguyễn, em đang ở Hà Nội. Chuyên Hà Văn, em đi làm. Em ở Hà Nội ạ. Em chào mọi người đang xem. Vĩnh Yên xa làm gì ở gần Phú Thọ em đâu. Trẻ như 95, nói tuổi thì trẻ nhưng mà nhìn mặt thì già anh Lâm Sơn ạ. Phạm Cường. Cũng muốn nhưng mà chưa tính đến anh Phan Cường. Giống hoàn cảnh của anh ạ. Nam Sơn, em có rồi nhưng mà bây giờ thì bỏ nhau rồi ạ. Anh về Phú Thọ em lâu chưa? Hồng Nguyễn, em đang ở Hà Đông. Phù Lưu. Em lúc nào cũng buồn vậy đấy anh ạ. Dạ vâng anh Hiền Hoàng. Hùng Đinh, em chào anh. Em có một cháu rồi nhưng mà ở với bố ạ. Hình đại diện anh chùa Phú Thọ ạ. Em chào 18 người đang xem. Ra cho em một cơ hội thì cứ nói chuyện đi anh Phan Cường. Hùng Đỗ Văn, anh đây em. Dạ em chào anh. Phương Nguyễn. Trinh Đoàn, chào anh. Em hiện tại bây giờ thì đang đi trông em bé ạ. Hiền Hoàng, anh ở đâu ạ?
Hồng Nguyễn, vậy à, anh đang công tác ở cầu diễn, mình gặp nhau được không? Cầu diễn xa quá. Lam Sơn, dạ vâng anh. Tưởng phạm thật không em? Sao hỏi thật không là sao? Anh ở Thái Nguyên ạ. Hùng Đỗ Văn, em Phú Thọ. Nguyễn Thùy. Em làm công việc tự do mà. Hoàng Văn Đường, em chào anh. Tôi mới nhìn mặt là sao em không nhớ. Ô thì em với hiện tại bây giờ đang trông trẻ thật mà. Nhưng mà hôm nay em bận rồi anh Hùng Nguyễn. Phương Nguyễn. Em đang ở Trung Mỹ ạ. Hoàng Văn Đường. Em này mà kiêu xinh á, xấu mù. Em người Phú Thọ anh. Đỗ Văn, dạ em không anh ạ. Mạng kém lắm anh Trinh Đoàn, bây giờ mà mời lên nói không nghe được gì đâu. Mạng chỗ em kém lắm. Em chào 20 người đang xem. Dạ vâng anh Hùng Nguyễn. Làm gì à anh Tường Phạm? Dạ vâng em cảm ơn Nguyễn Hân. Tôi mới sơ cấu môi trường là sao em không hiểu anh nói gì cả. Em chào 20 người đang xem. Chào 16, 18 rồi. Hùng Nguyễn, nay em ở Trung Mỹ à? Vâng anh. Anh cũng có thằng bạn lấy vợ trên em đó. Dạ vâng. Em chào 18 người đang xem. Có bồ chưa? À, anh hỏi tí. Em đọc được nhưng mà em không hiểu gì anh tôi mới. Em đọc nghe không hiểu gì cả. Dạ vâng anh. Em buồn nhiều chuyện.
Trung Vũ, em chào anh. Bùi, em chào. Thưa bạn, anh về em góp gạo ạ. Em chào mọi người đang xem. Trung Vũ, em buồn nhiều chuyện lắm. Phan Cường, hãy cho anh quan tâm được chia sẻ cùng em. Đã. Em chào 13 người đang xem. Đi đâu hả anh Đạt Bùi? Chào em. Em nói nhỏ vậy, anh có nghe tiếng đâu? Nói vậy mà còn nhỏ. Ừ, bây giờ được quá. Chắc vừa nãy em bị đau sao á. Quê em đâu em? Em Phú Thọ ạ. Anh Phú Thọ rồi. Anh chỗ nào? Anh ở Tam Nông em. Ừ. Em ở chỗ nào mà em? Em ở Cầm Khê ạ. Cầm Khê à? Cầm Khê G đúng không? Em chào anh. Anh bảo sao cơ? Số thoại em nhiều á. Số thoại em á. Để làm gì? Oh, xin nó. Thôi, bây giờ em đọc ở đây lộ hết. Ừ, thế tí ghi bình luận của anh, tí comment cho anh nhá, hay anh gửi tin nhắn cho em, comment số điện thoại anh vào, xong rồi chốc xíu hôm nào ấy thì em gọi sang số anh là ok đúng không? Vâng. Em ở đoạn nào ở Cầm Khê em? Em ở Giáp Bé ngoài Yên Bái. Đây nhá, anh gửi số điện thoại của anh đây nhá. Em ghi cái bình đoạn này vào. Chốc xíu lúc nào ấy em gọi cho anh là có số à. Nhá. Được không em? Ok không? Vâng ạ. Phải nói là ok. Em chị mấy em? Em 95. 95 đấy, nhỏ hơn anh 6 tuổi. Anh 89 à? Vâng ạ. Em ở trong hội lâu chưa? Dạ. Em vào trong hội độc thân đó được lâu chưa? Em cũng vào được mới thôi. Mới à? Anh vào được 4 năm rồi đó. 4 năm á. Lâu thế. Anh...